Rồi ta tiếp tục đi qua phần bài tập kem. Như vậy là toàn bộ phần lý thuyết thầy đã tóm gọn ở cái phần trên này rất gọn gàng kem nha. Rồi thầy sẽ dùng cái phần này thầy làm bản nháp thôi nha. Còn bài tập thì thầy sẽ trình bày trên này, bên này. Bây giờ bài tập thì nó sẽ có hai dạng kem ạ. Dạng thứ nhất thầy gọi là dạng một á, thì đó là dạng mình ứng dụng những tính chất của hình thang cân. Tức là một hình thang đã cân rồi, mình sẽ vận dụng các tính chất của nó để làm việc. Thầy gọi là vận dụng tính chất của hình thang cân nha. Giờ bài tập đầu tiên, thầy có bài tập sau đây, các em cùng ghi đề. Rồi, các em cùng ghi đề với thầy nè. Cho hình thang cân ABCD, mở ngoặc AB song song với CD, ám chỉ đây là hai đáy ha. Rồi, bây giờ thầy yêu cầu các em kẻ hai đường cao, AH và BK. Và thầy muốn các em chứng minh một công thức đơn giản thôi, từ bài dễ tới bài vừa vừa tới bài khó các em nhé. Chứng minh cho thầy DK bằng với lại CH. Rồi các em tức tốc vẽ nhanh cái hình cho thầy, vẽ nhanh cái hình. Bên này thì sẽ vẽ hình, bên này thì làm nháp, ở giữa là sẽ là bài ghi ha. Đó, chắc em cũng quen rồi. Rồi giờ ta vẽ nhanh cái hình nào. Rồi thầy đã vẽ xong cái hình rồi các em. Đây là hình thang ABCD có hai đáy hình thang cân ha. AB và CD song song với nhau. Còn hình thang cân thì các em ký hiệu hai góc ở đáy bằng nhau nữa. Các em ký hiệu đáy trên được, mà thường thường người ta ký hiệu hai cái góc ở đáy dưới á, đáy kề, đáy lớn á, hai góc kề với đáy lớn người ta ký hiệu bằng nhau. Rồi giờ kẻ đường cao AH ký hiệu góc vuông nè, BK vuông góc. Rồi giờ các em chứng minh DK bằng CH, tức là chứng minh cái đoạn D cái K nè nó bằng cái đoạn là từ từ C tới H các em. Thì các em thấy hai đoạn này nó chung nhau cái phần nào? Chung nhau cái phần HK đúng không? DK và HC nó chung nhau phần HK này. Như vậy hai đoạn này mà bằng nhau á thì suy ra hai cái đoạn thừa DH với lại CK sẽ phải bằng nhau. Như vậy giờ thầy nảy sinh ý định là đi chứng minh DH bằng với CK. Nói chung là thay vì chứng minh DK bằng CH không, thì thầy sẽ chuyển qua chứng minh DH bằng CK là xong. Sau đó thầy cộng hai phe cho cái phần chung HK nữa là ra. Rồi các em suy nghĩ tiếp, để chứng minh DH bằng CK thì thường thường ta sẽ dùng cái con đường suy nghĩ rất đơn giản của bọn lớp 7, đó là gì? Rồi các em đoán ra rồi đúng không? Ta sẽ chứng minh tam giác bằng tam giác. Hãy tìm một tam giác có chứa DH và một tam giác có chứa CK mà hai tam giác này có vẻ bằng nhau. Thì các em có thể đoán ngay đó là tam giác nào rồi đó ha. Đó chính là tam giác ADH và tam giác BCK. ADH hãy chứng minh bằng tam giác BCK. Thì các em thấy hai tam giác đó hội đủ yếu tố bằng nhau chưa? Thầy để ý thấy đây là hai tam giác vuông nè. Hai tam giác vuông mà muốn bằng nhau thì thường thường người ta quan tâm tới cạnh hiền trước. Thì các em coi cạnh hiền AD và BC có bằng nhau không? Có đúng không? Tại sao có? Tại sao có các em? Có, bởi vì đó là cạnh bên, à xin lỗi, vì đó là cạnh, à đúng rồi, cạnh bên của hình thang cân. Trong một hình thang cân thì hai cạnh bên phải bằng nhau. Như vậy là hai tam giác vuông này có cạnh hiền bằng nhau rồi. Giờ muốn muốn hai tam giác vuông nó bằng nhau thì ta đi tìm thêm một góc nhọn nữa hoặc là một cạnh góc vuông nữa để hai tam giác đó bằng nhau, theo trường hợp là cạnh hiền cạnh góc vuông hoặc là cạnh hiền góc nhọn. Và dĩ nhiên các em sẽ thấy ngay hai cái góc nhọn trình hình luôn nè. Vậy là hai tam giác đó đủ điều kiện bằng nhau rồi. Đó là theo trường hợp là cạnh hiền góc nhọn. À, cái góc nhọn là cái góc do hình thang cân mà ra đó. Như vậy ta tiến thẳng vào vấn đề luôn. Xét tam giác ha. Xét tam giác ADH và tam giác BCK mà không phải đắn đo, không phải mai phục gì nữa đó. Xét hai tam giác này chúng ta có góc H nè. Góc H bằng bằng góc K.
lý do bằng là bằng 90 độ. Lý do bằng 90 độ, giả thiết. Giả thiết đường cao đó. Rồi tiếp tục là tới cạnh huyền. AD nó bằng BC. Đây là lý do là gì sao? Vì định lý 1 đúng không? Nhưng mà sau này các em không có ghi định lý 1 nữa, biết định lý 1 của bài nào, các em ghi là cạnh bên hình thang cân. Hai cạnh bên thang cân. Còn giờ trong bài này mình ghi định lý 1 thì người ta hiểu, chứ qua bài khác mình ghi định lý 1 thì biết định lý 1 của bài nào. Lớp 7 cũng có định lý 1, lớp 9 cũng có định lý 1 ha. Rồi, hai tam giác vuông có cạnh hiền bằng nhau, tìm thêm góc nhọn nữa, góc D bằng bằng góc C. Cái này là do giả thiết hình thang cân các em. Từ đây chúng ta suy ra liền hai tam giác này bằng nhau. Và theo trường hợp là cạnh hiền góc nhọn. Và khi hai tam giác đó đã bằng nhau rồi thì các bạn suy ra hai cạnh tương ứng là DH sẽ bằng CK. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là không phải chứng minh DH bằng CK mà là chứng minh DK bằng CH. Như vậy ta bổ sung thêm mỗi bên bằng nhau này thầy cộng thêm một lượng giống nhau, đó là cộng cho HK, bên kia cũng cộng cho HK. Như vậy các em nhìn kỹ đi, DH mà ráp thêm HK vô chính là DK. Còn CK mà ráp thêm HK vô thì tính là CH. Đây chính là điều phải chứng minh. Vậy trong bài tập vừa rồi thầy đã vận dụng cái tính chất nào của hình thang cân để làm việc? Đó là vận dụng tính chất là hai cạnh bên của hình thang cân thì phải bằng nhau. Hay nói cách khác đó chính là định lý số 1. Ta qua dạng số 2 kìa. Dạng số 2. À xin lỗi, không phải dạng số 2 mà là bài tập 2. Vẫn ở dạng 1 ha. Bài tập 2. Thầy có một bài tập đơn giản sau đây. Các em ghi đề. Cũng cho hình thang cân ABCD luôn. Rồi cho ABCD song song là hai đáy luôn đó. Rồi. À, bây giờ thầy gọi. Gọi O là giao điểm. Gọi O là giao điểm. Hai đường chéo. O là giao điểm hai đường chéo. Bây giờ thầy muốn các em hãy suy luận cho ra hay là chứng minh đó. Chứng minh OA hay là OC trước đi. OC bằng OD. Đồng thời chứng minh OA bằng OB. Ta cùng giải bài này. Trước hết các em vẽ hình đã. À, vẽ nhanh cái hình đi các em. Cho hình thang cân. O là giao điểm hình chéo. Chứng minh OC bằng OD, OA bằng OB. Vẽ nhanh cái hình. Rồi, thầy đã có cái hình. Hình thang ABCD cân. Như vậy thì ký hiệu góc D lớn bằng góc C lớn ha. Rồi hai đường chéo cắt nhau tại O. Nhiệm vụ đầu tiên là các em phải chứng minh cho thầy OD bằng OC. OC tại sao lại bằng OD? Hiện tại chưa chứng minh bằng nhau được, cho nên thầy ký hiệu chúng khác nhau. Rồi chứng minh xong. Bây giờ các em lại nhìn ra ngoài nháp. À, nhiệm vụ chính là hãy chứng minh OC bằng OD. Thì các em tìm, chắc là các em sẽ nghĩ tới tìm hai tam giác bằng nhau đúng không? Thì thầy thấy tam giác AOD với lại tam giác BOC là hai tam giác này nè. Nó giống như hai cái cánh bướm á. Đó. Rồi, ai cũng nghĩ là xét hai tam giác này. Thì các em xét hai tam giác này thì thấy chỉ có hai góc đối đỉnh bằng nhau. Rồi có cạnh AD bằng cạnh BC. Ngoài ra là hình như thấy, nếu các em tìm chọc nữa các em cũng thấy không còn gì nữa đúng không? Như vậy nếu các em xét hai tam giác đó thì các em sẽ thấy thất bại liền. Các em nên dừng video và tự suy nghĩ trước khi nghe lời giải của thầy, các em nhớ ha. Đó, đầu tiên thầy cũng nghĩ như các em thôi, sẽ xét hai cái tam giác cánh bướm này nè. Tam giác này với lại tam giác này. Nhưng mà thầy xét hoài chọc thầy thấy cũng bế tắc. Cho nên giờ thầy phải đi tìm con đường khác. Thầy để ý là OD và OC đang cần bằng nhau mà lại vô tình cùng nằm trong một tam giác. Đó là tam giác nào? Em đọc tên lên coi. Đó chính là tam giác. Tam giác nào các em? Tam giác DOC đúng không? Như vậy, nếu như trong tương lai OC và OD thì tam giác DOC phải là tam giác cân. Đoán luôn cân ở O. Rồi giờ thầy muốn chứng minh tam giác này cân ở O. Và là sau đó suy ra hai cạnh bằng nhau thì các em biết rồi.
Dấu hiệu chứng minh tam giác cân là có 3 cách như ở tiết 1 thầy đã nhắc đúng không? Bây giờ thầy muốn chứng minh nó cân để rồi suy ra hai cạnh bằng nhau, thì lúc chứng minh tam giác DOC cân này là tuyệt đối không được nhờ tới sự bằng nhau của hai cạnh này, bởi vì đã có đâu mà nhờ. Như vậy thầy sẽ dùng con đường khác, đó là thầy sẽ dùng hai hai góc bằng nhau. Như vậy bây giờ thầy sẽ cần cái góc nào? Cân ở O thì thầy sẽ cần góc ODC bằng với lại góc OCD. Đó, các em hiểu rồi chứ hả? Như vậy thầy sẽ ước gì cái góc màu đỏ hai gạch này bằng với góc màu màu đỏ ba gạch này nè. Đó. Tóm lại hãy chứng minh hai góc này bằng nhau. Mà hình như cái chuyện này mình thấy quen quen, hình như làm rồi, hình như làm rồi, đúng không? Chuyện này hình như ta làm ở phần lý thuyết rồi các em ạ. Ở phần lý thuyết để chứng minh góc ODC bằng góc OCD thì hình như là mình đã từng làm. Đó là gì? Mình ghép vào tam giác. Đó chính là tam giác. Tam giác nào chứa cái góc ba gạch nhỉ? Đó chính là tam giác ADC. Tam giác ADC. Đó chính là tam giác ADC ha. Tam giác ADC là có chứa trên mình cái góc ba gạch. Rồi tam giác BCD là có chứa trên mình cái góc hai gạch. Người ta ước gì hai tam giác đó bằng nhau. Mà nếu thầy không lầm thì hai tam giác ACD với lại tam giác thì tô màu lên các em sẽ thấy quen à. Đó, tam giác màu đỏ này nè. Ước gì bằng tam giác BCD màu xanh chẳng hạn. Đó. Bây giờ các em nhớ chưa? Nhớ hai tam giác này là chứng minh bằng nhau chưa? Rồi đúng không? Rồi, hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp gì nhỉ? Ở lý thuyết là ta chứng minh nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Còn bây giờ ta có thể chứng minh nó bằng nhau thêm một bằng một cái trường hợp khác nữa. Hãy theo dõi. Xét tam giác ADC. Xét tam giác ADC. Và tam giác BCD. Giờ các em điểm danh những thứ bằng nhau có sẵn của nó. Thì các em thấy có DC là chung này. Thầy thấy ngay DC là chung. Giống phần lý thuyết. Rồi tiếp theo là thầy có AD bằng với lại BC. Lý do đó là hai cạnh cạnh bên của hình tam cân. Rồi gì nữa? Đó chính là AC bằng BD. Cái này bây giờ được dùng rồi nha. Đó chính là hai đường chéo. Hai đường chéo hình tam cân. Và từ đây mình suy ra chúng bằng nhau thôi. Theo trường hợp gì các em? Theo trường hợp là cạnh 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 đúng không? Còn ở lý thuyết đó là ta chứng minh trường hợp cạnh góc cạnh. Và bây giờ ta được quyền dùng cái ý hai đường chéo bằng nhau rồi thì ta chứng minh cạnh 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 cho nó khỏe chứ. Đọc tên cạnh nó đỡ sai hơn đọc tên góc đúng không? Rồi sau khi hai tam giác ADC và BCD bằng nhau thì thầy trở lại trên này. Nếu cái này đạt được thì nó sẽ dẫn tới cái này. Đó là gì? Đó là góc OCD sẽ bằng góc ODC. Bởi vì đó là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Và nếu cái này đạt được thì nó sẽ dẫn tới điều này. Tức là thầy sẽ có tiếp tam giác DOC cân khuyến mãi luôn. Theo kế hoạch thì biết cân thôi, còn giờ vô bài tập thì nói cân ở cân tại tại O. Và cân tại O thì lập tức cạnh OD sẽ bằng cạnh OC liền. Đây chính là điều phải chứng minh. Đó. Cái sơ đồ bên này thầy gọi là sơ đồ phân tích ngược đó các em. Đó là cái cách làm bài toán hình mà thầy sẽ rèn cho các em từ giờ cho tới lớp 9 luôn. Đó. Rồi. Bây giờ hoàn toàn tương tự các em có thể chứng minh được, các em có thể chứng minh được cái thằng OA bằng thằng OB cũng y như vậy thôi, cũng y như vậy. Lúc đó các em sẽ xét tam giác BAD phía trên với lại tam giác ABC phía trên này.
mình quay ngược cái hình thang lại, mình chứng minh hồi nãy mình làm việc với đấy lớn, giờ mình làm việc với đấy nhỏ thôi. Nhưng mà làm như vậy là dở các em. Bây giờ thầy sẽ có một cái cách khác nhanh hơn. Các em nghĩ ra chưa? Cái kỹ thuật này ở lớp 7 thầy đã dạy nhiều rồi. Thì thầy gọi là kỹ thuật lấy mẹ trừ con. À, bây giờ cái điều cần chứng minh đó là ta mới chứng minh được OC cùng OD thôi, còn ý là OA cùng OB nữa. Thì thầy có thể làm y chang như vậy ha. Nhưng mà thôi, bây giờ ta làm theo cách khác. Giờ các em để ý nè. Cái đoạn láng giềng của OC là đoạn OA, còn cái đoạn láng giềng của OD là đoạn OB. Đó. Mà chúng nó ghép lại theo từng cặp thì nó là ra AC và BD. Đó. Mà OD bằng OC rồi, rồi tương lai là OB bằng OA nữa, như vậy là hai đoạn OD, xin lỗi OC, AC chứ, và DB bắt buộc phải bằng nhau. Nếu như ta chứng minh được điều đó là thành công. Mà điều đó thì chứng minh gì nữa, nó có rồi. Đúng không? Ta có AC bằng BD, lý do là hai đường chéo hình thang cân. Đồng thời ta có OC bằng với lại OD. Cái này là chứng minh trên ha. Chứng minh trên. Rồi, thầy gọi đây là kỹ thuật mẹ trừ con các em. AC là mẹ bằng với lại BD cũng là mẹ luôn, mẹ bằng mẹ. Rồi cái đoạn OC là đoạn con của đoạn mẹ AC. Đoạn OD là đoạn con của đoạn mẹ BD. Giờ thầy lấy mẹ bằng mẹ, con bằng con. Thì lúc lấy mẹ trừ con bên trái, AC trừ cho OC sẽ bằng mẹ trừ con bên phải, tức là bằng BD trừ cho OD các em ạ. Đó. Trái bằng phải, trái bằng phải, thì lấy trái trừ trái sẽ bằng phải trừ trừ phải. Và như vậy tới đây thầy sẽ có nhìn hình AC mà trừ OC thì còn lại là OA. Nhìn hình BD mà trừ cho OD thì chính là OB. Đó chính là điều phải chứng minh. Ở bài tập vừa rồi, chúng ta vận dụng hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau, hai đường chéo của hình thang cân bằng nhau. Vậy các em hiểu dạng 1 là thế nào chưa? Đó, dạng 1 là vận dụng các tính chất của hình thang cân để vào công việc đó mà. Bài tập 3. Giờ thầy có bài tập sau đây. Ghi luôn. Thầy lại copy trên này xuống. Cho hình thang cân ABCD. Mở ngoặc. AB song song với CD. Có góc D bằng 60 độ. Đó. Góc D bằng 60 độ. Rồi thầy cho AB bằng 5,5 cm. Đáy lớn CD thì bằng 10 cm. Thì nhiệm vụ của các em nè. Tính. Thầy yêu cầu tính chu vi của hình thang. Và trước hết các em phải nhớ lại chu vi của một hình là gì. Chu vi của một hình tức là cái chiều dài tất cả các cái cạnh của hình đó. Ví dụ thầy có một tam giác ha. Ví dụ thầy có một tam giác thì chu vi của tam giác là tổng ba cạnh, cạnh này và cạnh này cộng lại. Giống như hàng rào á, chu vi giống như hàng rào á. Hay là hình vuông. Hình vuông thì hàng rào là gồm 4 cái cạnh bằng nhau. Như vậy là ta tính một cạnh nhân 4 là xong. Hay là chu vi của hình chữ nhật thì các em biết rồi. Chu vi hình chữ nhật thì nó có là dài cộng rộng cộng dài cộng rộng. Hai lần chiều dài cộng hai lần chiều rộng. Hay là lấy dài cộng rộng rồi tất cả nhân đôi lên là ra chu vi của hình chữ nhật thôi. Chu vi hình thang cũng vậy thôi. Chu vi hình thang thì các em lấy 4 cạnh cộng lại là xong. Hai cạnh đáy cộng với hai cạnh bên là ra chu vi hình thang thôi. À, chứ có cái gì khó đâu. Bây giờ các em vẽ hình cho thầy đó. Vẽ hình nhanh nào. Rồi, thầy đã có cái hình. Hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Góc D bằng 60 độ. AB bằng 5,5 cm. CD bằng 10 cm. Vậy muốn tính chu vi hình thang này thì các em tính 4 cạnh cộng lại thôi. Mà cho này trong này có hai cạnh rồi. Đấy đấy trên đấy dưới biết rồi nè. Vậy tính hai cạnh hai bên là cộng vô nữa là xong. Mà hai cạnh hai bên thì các em biết rồi, trời ơi. Hai cạnh hai bên thì nó bằng nhau mà. Hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau. Vậy các em chỉ cần tính một cạnh thôi. Rồi,
và nhân đôi rồi cộng với 5,5 cộng với 10 nữa là xong. Rồi suy nghĩ trước khi xem đáp án của thầy, tự làm đi. Bài này có nhiều cách làm lắm, thầy nghĩ là các em cũng làm được đó. Nhưng mà liệu có được cái cách hay nhất hay không mới là vấn đề. Rồi dừng video và tự giải. Còn bây giờ thầy giải. Thầy sẽ tạo ra một cái hình thang đặc biệt. Các em nhớ những hình thang đặc biệt mà thầy đã dạy ha. Đó là hình thang có hai cạnh bên song song, hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau, hình thang vuông, và ngay cả hình thang cân cũng là một cái hình thang đặc biệt đó. Bây giờ các em có rất nhiều cách làm việc. Thầy làm như sau. Từ B thầy kẻ một đường song song với AD. Nhớ là phải song song với thằng AD này nè. Nha. Song song với AD. Và cắt DC ở E đi. Đó, giờ các em thấy có hình thang đặc biệt xuất hiện chưa? Thấy chưa? Chưa phải không? Kẻ BE song song với lại AD, mở ngoặc. E nó thuộc DC. E thuộc DC. Thì các em phát hiện thấy hình thang đặc biệt là hình thang nào? Hình thang ABED ha. Hình thang ABED có hai đáy là gì? Hai đáy tức là AB và DE. AB song song DE bởi vì AB song song DC mà. Hình thang này đặc biệt ở chỗ là có hai cạnh bên. Hai cạnh bên mình tự vẽ song song đó. Hai cạnh bên BE và DC. Xin lỗi, BE và AD song song với nhau. Hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên sẽ bằng nhau. Đồng thời hai cạnh đáy bằng nhau luôn. Như vậy thầy sẽ có là AD nó bằng BE. Đó. Đồng thời là AB là nó bằng DE luôn. Như vậy ta có hai cặp cạnh bằng nhau suy ra. Suy ra hai cặp cạnh bằng nhau. Thầy đưa lên trên này cho dễ nhìn. Cái cặp thứ nhất đó là gì? AD bằng BE. AD bằng BE. Cặp thứ hai là AB bằng, xin lỗi, cặp thứ nhất là AD bằng BE, đúng rồi, cặp thứ hai là AB bằng DE. Giờ cặp nào biết số liệu thì các em đưa số liệu vô luôn. AD với lại BE chưa biết số liệu, đang thèm. Còn AB với DE thì biết số liệu rồi, nó bằng 5,5. Đó, cặp nào biết thì đưa vô. Và mục tiêu của mình là phải tính cho được AD và BE và BC này các em ạ. Thì giờ các em thấy xuất hiện cái cạnh bằng ha, cạnh mới nè, bằng nè. Bây giờ có giả thiết nào chưa sơ gãy kìa. Đúng rồi, giả thiết 60 độ này, cho không biết làm gì. Có đó các em ạ. Nếu góc D bằng 60 độ thì góc nào cũng biết. Thì góc C cũng biết. Thấy không? C cũng biết. Bây giờ các bạn chú ý. Hãy nhìn tam giác BEC. Các em có phát hiện ra nó là tam giác gì, có gì đặc biệt không? Thứ nhất, hai cạnh bằng nhau. Như vậy là tam giác cân ở B. Thứ hai là góc C nó bằng góc D vì hình thang cân mà. Mà D bằng 60 thì thằng này cũng bằng 60. Vậy tam giác này là tam giác đều. Tam giác đều thì ba cạnh của nó bằng nhau hết. Các em ha. Vậy bây giờ là cạnh EC cũng là cạnh hai gạch luôn. Đó. Như vậy là ba cạnh này bằng nhau hết. EC nữa. Mục tiêu của thầy là muốn tính cạnh BC. Vẫn chưa đạt được. Nhưng mà nó có sự chuyển hướng. Thay vì tính BC, bây giờ thầy tính EC. Đồng ý chưa? EC. Mà muốn tính EC thì không thể nhờ vả lại BC được. BC đang nhờ EC mà. EC lại nhờ ngược lại BC thì có mà nhờ nhau cả đời à? Vậy BC nhờ EC thì EC đi nhờ thằng khác. Thầy sẽ nhờ thằng láng giềng bên cạnh. Giờ các em thấy là EC với lại DE cộng lại thì vừa khít 10 cm. Như vậy hai thằng này mà biết một thằng thì thằng còn lại sẽ ra. Vậy muốn biết EC chúng ta chỉ còn tính DE nữa thôi. Mà DE các em tính chưa? Rồi đúng không? DE thì nó lại bằng cái thằng quỷ trên này, bằng thằng AB nè. Như vậy là xong. DE sẽ bằng 5 cm à, 5,5 cm. Như vậy là cái ông EC sẽ bằng 10 trừ đi 5,5.
10 trên 5,5 thì ông bằng 4,5. Ông bằng 4,5 thì cái ông BC cũng bằng 4,5, bởi vì tam giác đều mà ông BC bằng 4,5 thì cái ông AD cũng bằng 4,5. Vậy bốn cạnh của hình thang đều đã biết hết rồi. Như vậy bây giờ mình có thể tính được chu vi hình thang một cách ngon lành đúng không nhỉ? Vậy thôi. Rồi bây giờ hiểu biết rồi thì các em ghi lại cái hiểu biết đó vào bài. Nào. Rồi các em ghi lại có cho ta chứng minh tam giác đều nè. Lại có AD bằng BC. À, cái này là hai cạnh bên. Hai cạnh bên hình thang cân à. Hai cạnh bên hình thang cân. Rồi từ đây mình suy ra là gì? Suy ra là các em nhìn ở trên này là AD bằng BE, ở dưới này là AD bằng BC. Vậy là nó sát nhau quá, mình không cần đánh số đâu. Bắt cầu luôn BE bằng BC. Để từ đó suy ra là tam giác BEC cân. BEC cân. Cân ở B. Rồi. Mà dùng từ lại có nữa thì dở. Mà góc C thì lại bằng góc D, bằng 60 độ. Lý do bằng nhau là vì đó là giả thiết hình thang cân các em nhé. Giả thiết hình thang cân, ta cho hình thang cân tức là cho hai góc ở đấy bằng nhau đó. Và từ đây một tam giác cân mà có góc 60 độ thì nó nghiễm nhiên trở thành tam giác đều. Sau khi nó trở thành tam giác đều thì các em suy ra ông BC ông sẽ bằng ông AD, hay là ông AD ông bằng ông BC. AD bằng BC thì ông sẽ bằng luôn ông EC. Cho lấy ông BC làm việc thôi. BC bằng EC. Mà EC thì lại bằng DC trừ bỏ đi DE. Đó. DC thì để cho 10 ngay từ đầu. Còn DE thì theo mai phục trên này bằng 5,5. Giờ thầy gắn vô thì 5,5 thì nó sẽ bằng 4,5 đơn vị cm. Đó. Và từ đây khi BC bằng 4,5 thì AD cũng bằng BC và bằng 4,5 luôn. Vậy thôi. Kết luận thôi. Chu vi hình thang. Chu vi hình thang là lấy bốn cạnh cộng lại. 5,5 cộng cho 10 cộng cho 4,5 và cộng cho 4,5. Nếu thầy không lầm thì nó bằng là 10 nè, 19 nè. 19 với 5 là 24,5 cm. Một bài toán khá hay đó, các em nên lưu ý bài này. Bài toán này rất hay các em. Như vậy dạng 1 thầy cho các em làm khá nhiều bài ha. Bây giờ ta qua dạng số 2. Dạng 2 thầy gọi là dạng toán chứng minh thang cân. Tức là một cái hình chưa phải là hình thang cân, ta đi chứng minh nó là hình thang cân. Nó khác với dạng 1 này. Dạng 1 là đã là hình thang cân rồi, vận dụng những tính chất của nó để làm việc. Còn bài này là mọi chuyện tập trung để suy luận, để chứng minh rằng một cái hình nào đó là hình thang cân. Thì các em thấy rồi đó. Nếu muốn xử lý cái dạng 2 thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái lý thuyết nào? Chúng ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu nhận biết hình thang cân, tức là cách chứng minh thang cân đó. Hiện tại có mấy cách chứng minh thang cân? Có hai cách thôi. Hai cách mà thầy vừa đánh dấu này. Còn một cái cách hay nhầm lẫn đó là chứng minh hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân thì thầy nói cấm ha. Ở tiết trước thầy cũng đã đề cập rồi. Các em đừng có để mình sa vào cái lỗi lãng xẹt đó ha. Bây giờ ta qua bài tập số số 4 đi. Làm một bài tập cho nó dễ hình dung hơn ha. Cái đề bài như sau. Đề bài như sau cái. Các em ghi cho tam giác ABC cân ở A
Có hai đường cao. Có hai đường cao là BH, à xin lỗi. À đúng rồi, BH và CK. Chứng minh. Chứng minh. BC HK là hình thang cân. Đó, một bài toán đơn giản vậy thôi. Các em thử thử vẽ hình làm thử coi coi có được không. Rồi, tam giác ABC cân ở A, tức là góc B sẽ bằng góc C và AB bằng AC nếu các em thích. Rồi vẽ hai đường cao BH và CK. Đường cao tức là vuông góc đó. Vuông góc ha. Rồi đặt tên BH CK. Nhiệm vụ của mình là chứng minh BCHK là hình thang cân. Đó, hãy nhìn cái tứ giác BHCK. Các em nhìn cho kỹ BCHK. Đúng hình thù là hình thang cân luôn. Bây giờ muốn chứng minh là hình thang cân thì các em để ý có hai ý rõ rệt. Thứ nhất phải là hình thang đã. Sau đó mới tính tới chuyện cân, đúng không? Vậy ta chứng minh nó là hình thang trước. Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song. Vậy các em nhìn tứ giác BCHK thì các em đoán hai cạnh nào song song. Thì cái tên mà khùng nhất các em phải đoán là BC với lại KH là song song, đúng không? Thế là chả lẽ đi đoán đoán là BK song song với CH. Ai mà chấp nhận được, đúng không? Rồi. Bây giờ để chứng minh hai này song song thì có rất nhiều cách. Các em tự suy nghĩ. Bây giờ thầy sẽ chọn cái cách là hai góc đồng vị bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cái góc K trên này nó bằng cái góc B lớn dưới này. Thì nếu như chứng minh thành công điều này thì hai thằng KH và BC nó sẽ lập tức là song song liền. À, và điều đó cũng dễ thôi kem. Dễ mà khó, khó mà dễ đó. Bây giờ thầy xét tam giác ABC. Thì tam giác này cân ở đâu? Cân ở ở A, cái này là theo giả thuyết cho nha. Mà một tam giác cân á, thì cái góc ở đáy, tức là cái góc B này nè, nó sẽ được tính bằng cách nào? Nó sẽ được tính bằng cách là lấy 180 độ trừ đi cái góc ở đỉnh này. Lấy trong tam giác ABC cái em lấy 180 trừ đi cái góc này thì nó còn lại tổng của hai góc dưới, mà góc dưới lại bằng nhau. Vậy tổng hai góc dưới các em đem chia đôi là sẽ ra được cái góc B này thôi, hoặc là cái góc C bên này. À, giờ ta lấy góc B thôi. Góc B sẽ bằng 180 độ nên trừ bỏ đi cái góc A ở đỉnh rồi đem chia cho hai. Vậy là xong. Xong cái cách tính góc B. Bây giờ nếu như các em chứng minh được cái góc K này cũng bằng cái công thức này luôn là coi như là nó bằng nhau. Bây giờ các em quan sát cho thầy tam giác AKH. Các em có nhận xét gì về tam giác đó? Tam giác A nè, KH. Tam giác đó có gì đặc biệt không? Nếu các em lanh trí sẽ đoán đó là một tam giác cân. Cân ở ở A đàng hoàng. Đúng không? Giờ ta tìm cách chứng minh. Có nhiều cách lắm. Bây giờ ta dùng kỹ thuật mẹ chữ con là nhanh nhất các em. AB với AC là làm sao? Chắc chắn bằng nhau rồi, tam giác cân mà. Ở tương lai AK muốn bằng AH thì các em hãy chứng minh là BK bằng HC đi. Lúc đó lấy mẹ bên trái trừ con bên trái sẽ bằng mẹ bên phải trừ con bên phải, là ra hai cái đoạn thừa là AK với AH bằng nhau thôi. Như vậy chỉ còn một việc là hãy chứng minh BK bằng CH. Mà tại sao BK bằng CH? Đừng có nói là hai cạnh bên thang cân nha. Lúc này BCHK chưa phải là hình thang cân, cho nên không được dùng cái ý là BK bằng CH suy ra từ ta hình thang cân đâu. Như vậy ta làm như lớp 8 thôi. Tìm hai tam giác và chứng minh nó bằng nhau.
Tìm hai tam giác có chứa BK và CH mà có khả năng bằng nhau. Đó chính là tam giác BKC và tam giác CHB. BKC thì CHB. Hai tam giác này nhìn vô là thầy thấy có giả thiết đường cao. Như vậy thầy thấy ngay là cái góc BKC nó bằng với lại cái góc CHB. CHB lý do là bằng 90 độ. Giả thiết đường cao. Hai tam giác cân và ta mò tới cạnh huyền liền. Ồ may quá. Cạnh huyền của hai tam giác đó là dùng chung, BC chung. Vậy bây giờ các em đi tìm một góc nhỏ bằng nhau hoặc là một cạnh góc vuông bằng nhau nữa thì ai cũng thấy đó chính là góc KBC. Nó bằng với lại cái góc HCB. Lý do đó là hai góc đáy không? Hai góc đáy tam giác cân. Như vậy từ đây ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp gì các bạn? Đúng rồi, bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. G chấm huyền gạch ngang G chấm nhọn. Và khổ cực chứng minh hai đó bằng nhau để các em suy ra là BK của tam giác thứ nhất sẽ bằng CH của tam giác thứ hai. CHB BKC. Rồi giờ ta dùng kỹ thuật mẹ chữ con kết hợp vô luôn. Lại có AB bằng AC. AB bằng AC. Các em đặt mẹ và con cùng phía nha, trái với trái hết, phải với phải hết. À, như vậy là con bằng con, mẹ bằng mẹ thì ta suy ra là AB mẹ AB trừ con BK bằng mẹ AC trừ con CH. Ai không biết tưởng thầy chữ thề ha. Mẹ trừ con bằng mẹ trừ con. Vậy các em nhìn AB trừ BK thì nó chính là AK. Còn AC trừ CH nó chính là A. Ở khổ cực để có được hai cái đoạn AK bằng đoạn AH để làm gì? Để cho tam giác AKH cân. AKH cân ở A. Cân A để rồi các em sẽ suy ra được một cái công thức đơn giản thôi. Đó chính là góc ở đáy AKH của tam giác màu vàng là cái góc này nè. Cái góc này nè các em. Nó sẽ bằng 180 độ trừ đi góc ở đỉnh rồi đem chia đôi, tức là cũng bằng y chang cái này. Vậy thôi. Đúng không? Giờ thầy xuống dòng cho nó dễ nhìn đi. Xin lỗi các em. Đó, giờ nhìn. Giờ trên này thì ký hiệu là 1. Dưới này thì ký hiệu là 2. Thì các em có thể kết luận được rồi. Từ 1 và 2 ta suy ra là góc AKH sẽ bằng góc B, hay là góc B bằng góc AKH. Tiếp tục các em nhìn lại vị trí của chúng, AKH và góc B lại là hai góc vị, mà hai góc này đồng vị. Từ đây chúng ta suy ra song song được rồi, KH sẽ song song với lại BC. Như vậy hình BC HK sau 3 giai đoạn đã chính thức trở thành hình thang. Trời ơi là được cực ha. À, cực. Cực nhưng mà chưa xong việc các em ạ. Chứng minh hình thang cân là nó có hai ý. Thứ nhất là chứng minh hình thang thì xong rồi. Giờ còn chứng minh ý cân nè. Vậy các em thấy muốn chứng minh hình thang cân thì ta có hai cách nè. Một là coi thử hai góc kề đáy có bằng nhau không của hình thang đó đó. Hình thang một hai góc kề đáy bằng nhau là hình thang cân. Hai là các em coi thử hai đường chéo có bằng nhau hay không. Vậy thôi. Giờ thầy dùng cái cách thứ nhất đi. Giờ các em nhìn nè, góc B lớn bằng góc C lớn, trời tặng cho mình luôn, thấy không?
B lớn góc C lớn là do cái tam giác ABC là tam giác cân ở A. Vậy là ok rồi đó. Vậy tiếp tục mà góc KBC bằng góc HCB. Không cần giải thích nữa đâu, ở trên giải thích một lần rồi. Đây. Nên bây giờ mình lại không giải thích nữa. Từ đây suy ra là BCHK chính thức trở thành hình tam cân. Ta vừa dùng dấu hiệu thứ nhất, hình tam có hai góc kề đáy bằng nhau là hình tam cân. Còn em nào không thích thì dùng dấu hiệu thứ hai cũng được. Các em thấy hai đường chéo vô tình lại bằng nhau nè. BH với CK là bằng nhau. Thấy không? BH với CK là bằng nhau. Bởi vì nó là hai cạnh của hai tam giác bằng nhau mà. Các em chứng minh hai cái tam giác bằng nhau trên này rồi. Là BKC bằng CHB đó. Thì ngoài việc suy ra BK bằng CH thì ta cũng có quyền suy ra là BH bằng CK, hai cạnh tương ứng. Em lấy cái đó cũng được ha. Tức là nếu em nào không thích ghi như thầy vừa rồi thì có thể ghi là mà BH bằng CK mở ngoặc vì vì tam giác, cái này thầy làm điệu thôi nha, vì tam giác BKC bằng tam giác CHB chứng minh trên đó. Là mình đủ suy ra hình tam cân rồi. Vậy hay, bài này hay ở chỗ là ta chứng minh được theo hai dấu hiệu luôn. Thích cái nào dùng cái đó. Thực ra bài này nó khó ở cái ý là chứng minh hình thang á, chứ nó không có khó ở ý chứng minh cân. Rồi sau này các em lại gặp một số bài á, nó lại dễ ở chỗ ý hình thang nhưng mà lại khó ở ý cân. Bài này thì khó ở ý thang, dễ ở ý cân. Mà có bài khác thì lại khó ở ý cân, dễ ở ý thang. Đó. Ta qua bài tập số 5, các em sẽ hiểu điều đó. Các em ghi đề bài 5. Cho hình thang ABCD, hình thang thôi nha. Cho hình thang ABCD có góc ACD bằng góc BCD. Rồi giờ kem chứng minh. Chứng minh ABCD là hình tam cân cho thầy. Như vậy là cái hình thang mà chúng ta chuẩn bị làm việc á, tương lai nó là hình tam cân. Như vậy lúc vẽ hình các em cứ vẽ cái hình tam cân trước cho thầy. Vẽ một cái hình thang có hình thù là hình tam cân. Nhưng mà không có được dùng những cái ý sau khi cân mới có ha. Mà cứ vẽ hình thù là cân cái đó. Thầy cứ vẽ hình thù là hình tam cân. Nhưng mà chưa được ký hiệu những điều cân ha. Đây, thầy có hình thang AB CD. Hình thang thì hai đáy này chắc chắn phải song song rồi. Tương lai là hình tam cân nên thầy vẽ sẵn hình thù cân nhưng mà chưa được sử dụng những ý hình tam cân đã có để làm bài. Góc ACD là góc nào? ACD là góc này, này. Bằng góc BCD. ACD bằng BCD. À. Xin lỗi các em, cái đề có sự sai lầm. Cái đề có sai, góc ACD bằng góc BDC. Xin lỗi nha. Thầy sơ suất. ACD là cái góc này các bạn. Đó, góc này này. Đề cho góc ACD đó bằng góc BDC. BDC là cái góc bên này. Góc đề phía bên dưới. Một hình thang ABCD có hai góc này bằng nhau, hãy chứng minh đó là hình thang cân. Thì ra lần này các em thấy là người ta tặng cho mình cái ý nào rồi, chứng minh này là hình thang cân, người ta tặng mất cái ý là hình hình thang rồi, hình thang. Đây là người ta cứ cho hình thang mà, đúng không? Như vậy là cái ý hình thang này mình khỏi phải chứng minh khổ cực như trên này.
trên này bắt chứng minh thang cân thì mình đi chứng minh cái hình thang đó. Hơi bị não luôn á, chứng minh khổ sở mới ra được hình thang, rồi ý cân là bụp cái xong, còn bây giờ hình thang cũng cho sẵn luôn, như vậy mọi chuyện khó khăn chắc tập trung ở cái ý là ý cân rồi đúng không? Rồi ý thang khỏi chứng minh kia nha, người ta cho sẵn là chứng minh gì đó, giải. Rồi giờ các em quan sát đi, một hình thang rồi muốn tiến hóa thành thang cân có mấy cách, hai cách đúng không? Cách thứ nhất là các em chứng minh hai góc kề đáy bằng nhau, góc này với góc này, em tìm cách chứng minh hai góc đó bằng nhau coi. Hình như là sau một tập chập tìm kiếm thì các em thấy bế tắc đúng không? Các em không có cách nào chứng minh được hai tam giác ADC với BCD bằng nhau hết. Mới đầu thì tưởng bở, nhưng mà hồi thì thấy hai cái tam giác đó không có lý do gì bằng nhau hết. Nó chỉ mới có cạnh DC xài chung, với lại hai cái góc này bằng nhau thôi. Hết. Bởi vì nó chưa phải là hình thang cân mà. Sau khi nó là hình thang cân thì mới có nhiều thứ bằng nhau mình lấy mình xài. Còn giờ mới là hình thang thôi, chưa là hình thang cân. Ta đang cần chứng minh hình thang cân mà. Như vậy bế tắc. Bây giờ các em sẽ nhờ tới cái bài giống như bài nãy. Hãy nhờ tới bài giống như bài bài 2 hồi nãy các em ạ. Hồi nãy mình có làm một cái bài 2 ở dạng 1 á. Đó, xem lại bài đó. Rồi, xem xong chưa? Phát hiện ra cách làm chưa? Dừng video tự làm trước khi xem bài giảng của thầy. Còn bây giờ thầy giảng luôn ha. Thầy gọi giao điểm hai đường chéo đặt tên là D, xin lỗi là E đi. Thì các em thấy là tam giác EDC theo đề bài. Tam giác EDC thì nó có hai góc tự nhiên nằm sẵn đó bằng nhau. Vậy nó là tam giác cân ở E. Như vậy là ED bằng EC. Bây giờ các em quan sát tiếp cái góc A trên này nè. Là nó sẽ bằng cái góc C dưới này vì là sole trong. Góc B trên này cũng bằng cái góc dưới này, sole trong AB song song DC mà. Mà hai góc bên dưới bằng nhau thì hai góc bên trên cũng cũng bằng nhau. Hai góc bên trên bằng nhau thì tam giác AEB sẽ cân ở E. Cân ở E thì làm cho AE bằng với BE. Bây giờ các em nhìn cái đoạn AC và đoạn BD thấy bằng nhau chưa? Mỗi đoạn gồm có một đoạn một gạch màu đỏ ghép với lại một đoạn ba gạch màu đen. Một gạch cộng ba gạch thì bên này cũng một gạch cộng ba gạch là quê rồi đó. Vậy là AC đã bằng với lại BD được rồi. Như vậy hình thang ABCD vừa mới tiếp sức thêm hai đường chéo bằng nhau thì nó chính thức trở thành hình thang cân à. Rồi ta có thể ghi nhanh chứng minh rồi mình nghĩ. Gọi E là giao điểm AC và BD. AC và BD. Tiếp. Vì góc ACD bằng góc BDC. ACD bằng BDC. Cái này giả thiết cho. Thầy không phiện. Từ đây suy ra là tam giác EDC cân ở E. Để làm gì? Để suy ra là EC bằng ED. Rồi để dành đó hồi xài. Giờ ta qua cái giai đoạn khác. Các em sẽ thấy là AB nó song song với lại CD. Cái này giả thiết cho ha, hình thang mà. Thì ta suy ra được hai ý luôn. Ý thứ nhất là góc BAE. BAE nó sẽ bằng góc BAE thì bằng ECD. Rồi cái góc ABE thì nó lại bằng cái góc ABE thì bằng EDC. Lý do là sao lại trong. Đó. Mà đó BAE bằng ECD.
ABE bằng EDC mà hai góc này lại bằng nhau. Giả thiết ha. ECD với EDC là bằng nhau. Trời ơi, hai góc này chính là hai cái góc ACD với lại BDC đó mà. Giả thiết ha. Vậy là ta làm dựng tới hai cái góc bắc cầu nó cũng sẽ bằng nhau. Suy ra là cái góc BAE nè. Giờ là nó bằng được cái góc ABE được rồi. BAE bằng ABE. Và khi hai góc đó bằng nhau thì các em suy ra là tam giác ABE cân ở E. Cân ở E để làm gì? Để suy ra là EA nó bằng với lại EB. Ta ký hiệu điều này là điều điều 2. Còn điều trên này là điều 1. Điều dưới này là điều 2. Rồi kết hợp lại được rồi các em. Cộng từ 1 và 2, các em suy ra cộng trái bằng phải, trái bằng phải. Suy ra là trái cộng trái, tức là EC cộng EA sẽ bằng phải cộng phải, ED cộng cho EB. EC cộng EA bằng ED cộng EB. Tức là ta có AC sẽ bằng BD. Vậy thôi. Như vậy là một hình thang ABCD người ta cho ban đầu, bây giờ được tiếp sức thêm AC bằng BD. Như vậy là ok rồi, không? Như vậy là thành hình hình thang cân được rồi. Rồi giờ các em chốt thôi. Hình thang ABCD có AC bằng BD nên là hình thang cân. Đây chính là điều phải chứng minh. Vậy thôi. Thôi hôm nay bài tập